Xin chào chị Tuyết Ngân. Thời tiết đồng bằng sông Cửu Long những ngày tới có điều gì đáng ngại đến sản xuất của bà con trong vùng không chị? Dạ vâng, khả năng từ mai thì mưa có chiều hướng gia tăng ở hầu khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể là từ mai đến thứ bảy, mưa sẽ xuất hiện rải rác về chiều đến chiều tối. Cục bộ thì có điểm mưa vừa, có nơi mưa to, tập trung chủ yếu ở vùng ven biển từ Sóc Trăng cho đến Cà Mau. Bà con chú ý, trong cơn giông có thể xuất hiện cả lốc xoáy, gió giật mạnh hoặc là sấm sét gây nguy hiểm. Giai đoạn mưa nhiều thường tiềm ẩn nguy cơ rủi ro dịch bệnh trên đàn gia cầm bộc phát. Một số dịch bệnh đáng chú ý có thể kể đến như là cúm gia cầm, bệnh cầu trùng, bệnh hô hấp hay là bệnh tả vịt. Vì thế mà không riêng các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, mà những hộ nuôi nhỏ lẻ cũng cần cảnh giác cao với dịch bệnh, nhất là vào dịp cuối năm, gần Tết nguyên đáng, số lượng đàn gia cầm tăng cao. Bà con nên sớm kiểm tra, gia cố lại chuồng trại cho chắc chắn, đề phòng mưa tạt hay gió lùa. Đối với hệ thống thoát nước thải, phải tránh ô nhiễm, khơi thông cống rảnh, hạn chế ngập khi mưa to. Ngoài ra, bà con cần chú ý đến việc vệ sinh môi trường chăn nuôi, luôn đảm bảo sạch sẽ, khô ráo, có thể tiến hành phun thuốc khử trùng. Các công việc này thì nên tiến hành vào thời gian nắng ráo, đó là vào buổi sáng đến trưa của 3 ngày tới. Trời nắng đang xen mây, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, về đêm là 25 đến 27 độ. Trong những ngày tiếp theo thì nhiệt độ gần như không thay đổi, duy có lượng mưa là có xu hướng giảm, chỉ xuất hiện vài nơi về chiều tối.